Tập 5. Buông ta ra. Yên lặng. Chúng chạy chưa xa đâu, phải tìm kiếm cẩn thận. Đi thôi. Chỗ này không có người. Qua bên kia tìm xem. Ngươi là ai? Cô nương bị sao vậy? Ta không làm gì hết mà cô nương bị ngất đi là sao chứ? Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia, người không sao chứ? Có bị thương không? Được rồi, ta không sao. Người có sao không? Nô tài không sao. Vậy thì tốt. Thiếu gia, nhiều thích cách đuổi theo như vậy. Nếu thiếu gia có chuyện gì, sao nô tài ăn nói với nhà thiếu gia đi? Đừng khóc nữa, đừng làm phiền đại phu chẩn bệnh. Thiếu gia, người mới đi một lát, sao mang được về một đại cô nương thế? Nói năng hồ đồ gì đấy. Đi đi. Vị cô nương này bị trúng độc. Độc này được đưa vào cơ thể nàng ấy mỗi ngày một chút. Nó khiến cho vết thương của nàng ấy mưng mủ và khó lành trở lại. Sau một thời gian, độc sẽ ngấm vào tim. Có cách chữa trị không? Cái này lão phu không chắc, nhưng ta có thể thử. Chỉ đây là một quá trình rất thống khổ, người thường có thể không chịu đựng nổi đâu. Ta chịu được. Cô nương, đây là mũi kim thứ hai rồi. Cô nương, kim thứ ba này sẽ cực kỳ đau đớn. Cô có thể chịu đựng được không? Ta có thể. Không sao đâu. Lão phu hành y bao nhiêu năm, ta chưa từng thấy người nào không khóc sau khi bị 3 mũi kim đâm. Ta nhất định phải sống. Thiếu gia, cô ấy ngủ rồi. Người buông nàng ấy ra được rồi đó. Không sao rồi. Thiếu gia, chúng ta thực sự đi đến đó sao? Pháp sư rất có quyền lực ở Bình Thành. Nếu chúng ta mà bị bắt, cả thượng sư lão gia cũng không cứu được đâu. Câm miệng đi. Đây là cơ hội duy nhất của Vị Ương. Ta nhất định phải làm thôi. Đi thôi. Điện hạ, người đang luyện công sao? Đúng. Để ta luyện được thần công rồi, ta sẽ xử lý ngươi. Điện hạ, đây chẳng phải là vị cô nương người cứu trong trận hỏa hoạn sao? Vị cô nương này thật may mắn, mỗi lần gặp nạn liền có điện hạ đến giúp nàng ấy. Ta gặp cô 2 lần, 2 lần cô đều thập tử nhất sinh. Cô rốt cuộc là ai? Tên tiểu tử, lại là ngươi sao? Ở đây ai mới là nạn nhân chứ? Nói thẳng ra ta là ân nhân đã cứu cô. Đây là cách cô đối xử với ân nhân như vậy sao? Là ngươi cứu ta sao? Còn ai vào đây nữa? Trong phòng này có 2 người thôi. Ta cũng cứu ngươi 1 lần, vậy chúng ta hòa nhau. Ta cứu cô 2 lần, còn cô chỉ mới cứu ta 1 lần thôi. Ta hỏi cô nương, hòa nhau chỗ nào? 2 lần sao? Sao lại là 2 lần? Ta cũng là người cứu cô trong biển lửa. Cô có muốn chối không? Là công tử sao? Sao tự nhiên lại thay đổi thái độ vậy? Ta chỉ là quá ngạc nhiên thôi. Khi ta bị truy sát, trong lúc hấp tấp, cư xử hơi đường đột, ta xin lỗi cô nương. Phải rồi, những thích khách đó là ta trách lầm công tử. Ta sớm biết công tử không phải người như vậy. Ta đương nhiên không phải rồi. Ta nghĩ chắc kiếp trước ta nợ cô nương rồi, cho nên mới luôn xuất hiện trong lúc cô nương gặp nguy nan. Không phải, công tử là thần tiên giáng thế để cứu ta. Thần tiên? Không, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cô định... Này, làm gì thế? Công tử đã 2 lần cứu mạng tiểu nữ, vẫn chưa báo đáp. Cô nương đã nói ta cứu mạng cô 2 lần, 1 lại 2 lại thì có báo đáp được gì? Vậy công tử muốn ta làm gì? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Như thế này vậy, ta sẽ ghi lại. Để đến khi ta nghĩ ra rồi ta sẽ nói cho cô biết. Tiểu nữ nhất định báo đáp công tử. Tiểu nữ là Lý Vị Ương, xin hỏi tôn tánh của ngài. Ta tên là Thác Bạt Tuấn. Vị Ương cô nương hiện giờ yếu lắm, đừng nên nói chuyện nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi. Cô nương vẫn ổn chứ? Ta không sao. Ta ra ngoài một chút, đợi ta. Công tử biết chơi đàn thập lục sao? Không nghĩ đến đúng không? Tài nghệ đánh đàn của ta trong Bình Thành khó mà ai qua được. Nghe cho kỹ đi. Ta nghe nói tiếng đàn có thể khiến người ta bình tâm. Có thể nó giúp được cô đấy. Ông trời à, có phải người nghe thấy lời cầu nguyện của con, để con gặp lại y thêm lần nữa? Thiếu gia, sao? Nhìn lên. Ta muốn về nhà. Đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Kẻ nào? Mau gửi Dương đại dân tín hiệu. Dương, đứng lại, đứng lại. Giết chết bọn chúng. Bắn. Đi thôi. Đi thôi. Đứng lại. Đứng lại. Đại nhân, chúng ta đã gặp thiếu chủ rồi. Sao không mang người theo? Đừng lo. Hiện giờ thời cơ vẫn chưa đến. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thiếu chủ. Nếu không thì đừng hòng sống sót mà quay về Du Thiên gặp Khả Hãn. Đã hiểu chưa? Dừng. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Con thực sự không dám tin Pháp sư lại có thể làm ra loại chuyện này. Chuyện xảy ra là thật. Hoàng thượng đã rất tức giận khi biết sự việc, lại còn muốn chặt đầu Pháp sư trước dân chúng. Thật tốt là bây giờ Lý Vị Ương chết rồi. Nếu không, chắc đã lợi dụng chuyện này. Mẫu thân, người không cần phải quan tâm nàng ta quá nhiều. Chẳng phải tên pháp sư đó đã tiên đoán rằng Vị Ương sẽ cản trở tương lai của con sao? Chẳng phải chúng ta rất dễ dàng loại bỏ nàng ta sao? Có nghĩa là chúng ta không nên tin lời pháp sư nói. Pháp sư mặc dù đạo đức đồi bại, nhưng luận về chiêm tinh học, hắn thực sự đã kế thừa thuật chiêm tinh uyên bác từ sư phụ mình. Nhưng mà chuyện thiên mệnh và tiết lộ thiên cơ, làm sao hắn có thể đem ra đùa cợt được chứ? Trường Lạc, con phải nhớ, mọi sự trên đời, kẻ ra tay trước đều nắm lợi thế. Dân, mẫu thân nói đúng. Nhưng vẫn còn một việc nữa. Pháp sư ở trong ngục, liệu có ăn nói gì hồ đồ không? Có rất nhiều người liên quan đến pháp sư. Hiện giờ hắn gặp rắc rối, rất nhiều người sẽ muốn hắn im miệng. Con yên tâm, hắn không thể nói ra gì đâu. Cô nương, muốn học bài đó sao? Công tử, phim được thuyết minh bởi cô nương không cần khách sáo đâu. Cứ gọi ta là Thác Bạt Tuấn. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ta nghĩ cô nương cần chút không khí. Khách điếm có một nơi khung cảnh khá đẹp. Nếu mà cô nương chưa mệt, ta đưa cô đến đó. Đại phu nói, nếu cô cảm thấy khỏe hơn rồi, cô nên đi lại nhiều hơn, thay vì cứ luôn nằm trên giường. Ta có thể tự đi được. Thật không thể ngờ, trong khách điếm lại có một nơi như vậy. Ta cũng chỉ tình cờ phát hiện ra thôi. Ta nghĩ cô sẽ thích. Đây đều là hoa mà ta thích. Cẩn thận. Nhiều hồ điệp quá. Đẹp quá. Sao con lại bị thương đến mức này? Mẫu thân, người đừng lo, con không sao. Con vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với một người thôi. Người nhìn con này, con vẫn rất khỏe. Vết thương nhỏ này có gì đáng lo chứ? Mẫn Đức, con có thể còn trẻ, nhưng không được làm kẻ phù phiếm. Con nói với mẫu thân sự thật đi. Chuyện của pháp sư có phải cũng liên quan đến con? Đô Tài không nói gì đâu. Vậy những gì ta nghĩ là thật rồi. Con là con ta, sao lại không nghe lời ta chứ? Ta biết con muốn cứu Vị Ương, nhưng nếu đại bá mẫu của con biết... Mẫu thân, người yên tâm, con đã nói với Dương đại nhân rồi, ông ta sẽ không nói con liên quan đâu. Thật quá nghi thơ. Mẫn Phong, Đây là kẻ dám cản đường của Lý gia sao? Huynh muốn làm cái gì? Đừng nghĩ ta sẽ nhường huynh, vì huynh là trưởng tử của Lý gia. Sao đệ dám? Ta sẽ dạy dỗ đệ. Mẫn Đức, dừng tay. Mẫu thân, không được đánh đại ca của con. Lý Mẫn Phong, sự nhẫn nại của con người là có giới hạn. Đừng nghĩ là ta sợ huynh. Mẫn Phong, Mẫn Phong, Mẫn Đức đã làm gì mà chọc giận con? Đối đầu con chỉ là chuyện nhỏ. Con nghĩ tên tiểu tử này xúc phạm đến toàn dư giả ở Bình Thành, còn dám nói là không liên quan đến chuyện pháp sư. Để thực sự tin Dương đại nhân sao? Đúng, đúng là ta làm đấy. Mẫn Đức, to càng lớn mật, không biết trời cao đất gì. Nếu có chuyện xảy ra, con sẽ kéo cả Lý gia đi xuống. Nếu đêm đó con không tới chỗ pháp sư, thì sẽ không biết được hắn giấu con nít trong nhà. Mẫn Đức, thì ra chuyện này con không hề biết trước, con chỉ vô tình phát hiện. Vậy con nói ta nghe, tại sao đêm đó lại đến chỗ pháp sư? Con, đại ca, Mẫn Đức vì muội mới đến đó. Muội gần đây gặp ác mộng mỗi đêm. Muội nhờ Mẫn Đức đến gặp pháp sư để tìm cách giải quyết. Ai mà biết Mẫn Đức vẫn còn non nớt nên mới gây ra họa. Đại ca, người có trách thì trách tội muội, hãy trách tội muội đi. Mẫu thân, còn hư tại mẹ. Không sớm thì muộn, mẫu tử các ngươi cũng khiến Lý gia bại hoại. Con làm gì vậy? Mẫu thân, vì con làm con chịu trách nhiệm, người không cần phải chịu tội thay con. Mẫn Đức, đại bá phụ, con đến chỗ pháp sư là để tìm ra nhược điểm của hắn. Bởi vì con cảm thấy hắn hại dị ương là chủ ý của người khác. Hiện giờ con đã chứng minh được hắn là kẻ lừa đảo rồi. Đại bá phụ, xin đưa dị ương về. Dù sao tỷ ấy cũng là con người, người có thể đứng nhìn chế chịu khổ sao? Con vì Lý Vị Ương mà hoàn toàn bỏ qua an nguy của Lý gia, ta xem pháp sư nói có vẻ không sai. Lý Vị Ương chính là yêu nữ, chuyên đi hại người. Mẫn Đức luôn hành sự quan binh lỗi lạc, từ trước tới giờ chưa bị ai hại. Nhưng mà đại bá mẫu, tại sao người luôn nhắm vào dị ương? Dám đối với mẫu thân như vậy sao? Mẫn Phong, nghĩ mình là ai hả? Con buông ra đi. Các người làm gì vậy? Buông ra. Lão phu nhân, con, các con làm gì vậy? Con có sao không? Con, ta nói với các con, Vị Ương nhất định phải về phủ, và phải đón thật trang trọng. Là mà, ngươi đi đón vị tiểu thư về. Đón về càng sớm càng tốt. Ta không thể để người ta coi thường con gái Lý gia. Dân, thưa lão phu nhân, bọn lừa đảo đáng ghét này khiến cho con cháu Lý gia chịu đựng khổ cực một cách oan uổng. Chuyện như thế này ta tuyệt đối không để xảy ra nữa. Chỉ sợ là đã trễ quá rồi. Ta đang tự hỏi vì sao pháp sư lại dính vào rắc rối tại thời điểm quan trọng này. Thì ra là do Lý Mẫn Đức. Chỉ đáng tiếc là Lý Vị Ương đã chết rồi. Hắn khổ tâm, nỗ lực cũng vô ích thôi. Cái đứa nghiệt chủng này cứ chống đối lại con, sớm hay muộn con cũng xử lý nó. Pháp sư và quan lại có qua lại bí mật với nhau. Lần này pháp sư gặp chuyện, sẽ có người muốn hạ Lý Mẫn Đức. Nếu con để lộ thông tin Mẫn Đức có liên quan ra ngoài, Mẫn Phong, con không được manh động. Tại sao? Mẫu thân không phải luôn muốn loại cái gai trong mắt này ra sao? Chỉ cần Lý Mẫn Đức chết rồi, Chu thị sẽ mất đi chỗ dựa, gia sản sẽ rơi vào tay chúng ta. Vạch mặt Lý Mẫn Đức nhất định chỉ khiến con vui vẻ nhất thời thôi, nhưng người khác muốn hại con sẽ lợi dụng chuyện này. Chuyện này cực kỳ không tốt cho tương lai của con và phụ thân. Dù sao Lý Mẫn Đức cũng là người của Lý gia. Nếu ta muốn diệt Lý Mẫn Đức, phải bí mật thủ tiêu hắn. Vẫn là mẫu thân nghĩ sâu sắc, con phải học hỏi từ mẫu thân. Thiếu gia, chẳng phải lão phu nhân cho người đón Vị Ương tiểu thư về rồi sao? Sao người vẫn không vui vậy? Người không hiểu sao? Đại phu nhân muốn Vị Ương chết, nhưng hồi nãy bà ấy không hề phản đối yêu cầu của lão tổ mẫu. Thật đáng nghi ngờ. Thiếu gia, đại phu nhân không tốt, nhưng vẫn phải nghe theo lão phu nhân. Nô tài nghĩ người nghĩ quá nhiều rồi. Ta mong là vậy, nhưng lần này chỉ vì Vị Ương tiểu thư, người chống đối mãnh liệt đại phu nhân và đại thiếu gia. Người nghĩ ta sợ bọn họ sao? Đi thôi, cùng ta quay về chăm sóc mẫu thân. Hiện giờ chắc mẫu thân lo cho ta lắm. Điện hạ, cô nương ấy vừa mới uống thuốc. Thuốc có thể gây buồn ngủ. Ta đi không từ biệt, xin cô nương bỏ qua. Ta tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ngươi đi bảo chủ khách điếm kiếm về một tỷ nữ có khả năng chăm sóc nàng ấy. Điện hạ, chúng ta mau quay về thôi. Trong thư nói bệnh của mẫu thân người nặng lắm. Đúng rồi, chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi? Đây là đồ thần lấy được từ thích khách. Đây là vũ khí năm đó Thái tử Điện hạ dùng để tấn công Nam Triều. Trên vũ khí này được khắc biểu tượng của Nam Triều. Đông Bình Dương năm đó có công đánh trận, nên vũ khí này được ban cho Đông Bình Dương. Có lẽ nào chỉ là một con dao găm, không thể chứng minh được là Hoàng Thúc làm. Kể từ khi Thái tử Điện hạ băng hà, Đông Bình Dương luôn nhắm vào người. Điện hạ vì tránh mặt kẻ ấy mà ít khi sống trong Bình Thành. Lần này người trở lại, có người muốn ám sát người. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đông Bình Dương. Đông Bình Dương cũng là thuốc phụ của ta. Nói gì thì nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hiểu lầm gì cũng có thể giải quyết được. Hiểu lầm sao? Điện hạ, người suýt nữa là bị ám sát. Người không xem nhẹ chuyện này được. Đi thôi. Điện hạ, mọi việc diễn ra đúng như người mong đợi. Cao Dương Dương đã phát hiện ra manh mối trên vũ khí và giờ đang hoài nghi Đông Bình Dương. Thừa An, ngươi có biết vì sao bản Dương thích cá không? Chỉ cần thả mồi câu xuống, ngươi sẽ thấy bọn chúng giết hại lẫn nhau. Còn có chuyện gì thú vị hơn chứ? Điện hạ, Đông Bình Dương muốn gặp người. Xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài. Điện hạ, Hoàng huynh, Hoàng đệ, không cần đa lễ. Đây là bản tấu buộc tội ta cho thuộc hạ đi cướp đất người dân. Để xem đi. Đông Bình Dương âm thầm cho phép thuộc hạ chiếm đất của dân. Bây giờ là thời điểm quan trọng để lựa chọn thái tử. Nếu phụ hoàng thấy tấu chương này... Đúng vậy, ta có thể thủ tiêu cái này, nhưng rồi sẽ thêm tấu chương khác. Phụ hoàng sớm muộn cũng phát hiện chuyện này thôi. Để hẳn rất rõ, phụ hoàng sẽ không để quân đội làm phiền bá tánh. Nhưng nếu huynh không để cho thuộc hạ lấy chút lợi lộc thì còn ai theo ta nữa chứ? Hoàng đệ, đệ là người có nhiều mưu kế, đệ nhất định phải nghĩ cách giúp ta giải quyết chuyện này. Hoàng huynh yên tâm, hoàng đệ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Hoàng huynh chỉ cần hạn chế thuộc hạ của mình lại và tịch thu số đất đó. Muốn phân phát thế nào thì tùy. Chọn một trong hai kẻ chịu trừng phạt cho tội này. Lúc đó thanh danh của huynh sẽ được cả thiên hạ biết đến. Dù cho có kẻ muốn phỉ báng huynh cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Nếu ta làm vậy, trong quân đội chẳng phải sẽ có thêm lời than trách. Nếu đã không có lựa chọn, Hoàng huynh chỉ có một cách để an ủi họ thôi. Ý đệ là ta cho họ tiền. Đúng. Được, cứ làm theo lời đệ nói. Giang Tả, Dân, ta sẽ để ngươi lo chuyện này. Dân thưa điện hạ. Một tên gián dị đại phu nhỏ nhoi mà dám chống đối lại ta. Liễu đại nhân này, muốn nói thì cứ nói đi, sao đệ phải nói như thế? Nghe nói Liễu đại nhân này có liên quan đến cảnh một thái tử. Cảnh buộc thái tử? Thác Bạt Tuấn sớm sẽ quay về Bình Thành. Trước khi hắn trở về Bình Thành, một tên luôn luôn hầu cận phụ thân hắn lại bỗng dưng gửi tấu sớ tố cáo ta. Thái tử phi Thác Bạt Tuấn, các người thật biết tính toán. Tính toán hay lắm. Ngươi là... Cô nương, người tỉnh rồi. Vị công tử luôn chăm sóc ta đâu rồi? Công tử ấy đi rồi. Vị ấy đã chi trả tiền thuốc thang và các khoản khác. Hy vọng cô nương mau chóng hồi phục. Đi rồi sao? Vị công tử ấy có nói gì không? Không. Tại sao công tử đã biệt rồi? Lẽ nào đã có chuyện nguy cấp gì sao? Nhưng chuyện nguy cấp gì mà công tử phải đi không từ biệt? Cô nương, người đi đâu vậy? Đối với công tử, ta có lẽ chỉ là người qua đường. Ta chắc cũng không quan trọng. Cũng được. Dù sao ta cũng không nên nghĩ về mấy chuyện này nữa. Mẫu phi, mẫu phi, Tuấn Nhi, con về rồi. Con cuối cùng cũng về nhà. Tuấn Nhi, để mẫu phi xem con đã thay đổi thế nào. Trông con ổn? Mẫu phi bị bệnh sao? Mẫu phi sao rồi? Được rồi, đừng xoay tay lòng vòng nữa. Con muốn ta bị bệnh sao? Tất nhiên là không. Nhưng trong thư, điều nhờ Trường Lạc nảy ra ý kiến viết thư cho con. Nếu không, ta còn chẳng biết khi nào con mới trở về. Tên tiểu tử thối. Đại tiểu thư của Lý gia sao? Đại tiểu thư của Lý gia. Con mới đi có 1 năm mà giờ lại khách sáo với cô nương ấy. Con đã quên rằng mình từng muốn kết hôn với cô nương ấy. Khi con còn nhỏ mới gặp cô nương ấy lần đầu. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi. Con còn nhỏ không hiểu chuyện. Sao mẫu phi vẫn còn nhớ chứ? Hiện giờ mẫu phi vẫn bình an, con có thể yên tâm rồi. Mẫu phi làm con sợ chết khiếp. Con mau chóng quay về, đến con ngựa cũng mệt chết. Ta muốn làm con sợ đấy. Ta muốn con ngựa con mệt đấy. Nếu ta không làm vậy, con có trở về không? Tuấn Nhi, đã lâu vậy rồi, con có biết mẫu phi nhớ con lắm không? Ta biết. Sau khi phụ thân con qua đời, con không muốn ở trong triều nữa. Nhưng mà con không nên bỏ rơi mẫu phi của mình như vậy. Hài nhi bất hiếu. Từ giờ con nhất định sẽ báo hiếu cho mẫu phi thật tốt. Thật không? Thật. Vậy được rồi. Tiểu thư Tử Yên. Tử Yên, ta quay lại rồi. Không sao rồi, chúng ta có thể quay về. Tiểu thư đâu, người vẫn ổn chứ? Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư đâu? Tiểu thư đã đi đâu? Cô nói đi chứ. Tiểu thư chết rồi. Tiểu thư bị người ta bắt đi và ném xuống núi. Sao có thể chứ? Sao? Người nói tiểu thư chết rồi sao? Dọn dẹp phòng đi, là bọn họ. Họ đã ném tiểu thư xuống núi. Ngươi, mau qua đi. Mau kể lại rõ sự tình. Thật sự không phải lỗi của lão nô. Vì tiểu thư đang hấp hối. Lão nô sợ tiểu thư chết trong nhà lão phu nhân, sẽ khiến lão phu nhân gặp xui xẻo. Lão nô theo hầu lão phu nhân khi người xuất giá vào Lý gia. Lão nô nếu không vì lão phu nhân thì vì ai bây giờ chứ? Dù có là vậy, ngươi cũng không được làm vậy với chủ tử. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với lão phu nhân, để xem lão phu nhân trừng trị ngươi thế nào. Nhưng mà thôi bà cũng đã lớn tuổi rồi. Quy tắc trong Lý gia bà phải hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bà dám âm mưu giết hại chủ tử, hình phạt duy nhất của bà là chết, bà biết không? Mang bà ta đi, trông chừng bà ta cẩn thận. Dân, tha mạng, tha mạng. Đi thôi, tha mạng. Sao cô có thể đứng nhìn tiểu thư bị mang đi chứ? Tiểu thư đã cứu chúng ta, và đối xử với chúng ta như thế nào? Lẽ nào cô quên rồi sao? Ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta. Lúc đó ta quá sợ hãi. Hiện giờ ta chỉ có thể cử thêm người xuống núi tìm tiểu thư, và xem liệu họ có tìm thấy tiểu thư không. Không cần tìm nữa, ta ở đây rồi. Tiểu thư, tiểu thư, nhị tiểu thư. Tiểu thư là người thật sao? Là ta quay về rồi. Tiểu thư là người thật tốt. Tiểu thư, người nhìn ngươi kìa, trông thật giống như gặp phải quỷ. Tốt quá rồi, tiểu thư chưa chết. Tốt quá rồi. Nhà đầu ngốc, tiểu thư Lý gia sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Nhưng mà tiểu thư, thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta mạng lớn. Tiểu thư, đều là lỗi của đô tỳ. Tử Yên không chăm sóc tốt cho người. Người hãy trừng phạt Tử Yên đi. Đủ rồi. Tử Yên, những người đó rất tàn độc. Ngươi làm sao có thể chống lại họ chứ? Ta không trách ngươi đâu. Ngươi cũng đừng trách bản thân. Đa tạ nhị tiểu thư. Không sao rồi. Tiểu thư, vết thương của người thật sự đã khỏi rồi chứ? Người xem ta hiện giờ không phải rất tốt sao? Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi. Con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Chúng ta phải đồng lòng cùng nhau. Dân, lão nô sẽ cử người đi bẩm báo lão phu nhân rằng tiểu thư vẫn ổn. Người có thể sớm về phủ rồi. Vị tiểu thư về phủ rồi. Ta nghe nói thượng thư phủ chỉ có một đại tiểu thư, sao giờ lại có thêm một nhị tiểu thư thế này? Nhìn đám tùy tùng kìa, có vẻ như nhị tiểu thư này cũng không đơn giản. Đúng, nhìn vào cảnh tượng này xem, thậm chí còn khu chiên gõ trống mở đường cho tiểu thư về. Nhị tiểu thư, ta tới nơi rồi. Cung nghênh vị tiểu thư hồi phủ. Sức dân du, không thể ngờ ta có thể trở về đúng không? Xem kìa, vị tiểu thư của Lý gia. Nhìn kìa, tiểu thư trưởng thành rồi, phải rồi. Đó là vị tiểu thư, vị tiểu thư.